Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc iPhone SE mới của Apple. Thì các bạn thấy là máy cũ nhưng mà hình nền mới nè. Bây giờ mình sẽ mở hộp nó cho các bạn xem luôn và có thể gọi là bài mở hộp trễ nhất Việt Nam. Ok, đây là chiếc hộp máy iPhone SE này các bạn, rất là nhỏ nhắn luôn. Và mình mượn được từ cửa hàng IT Shop. Thì cảm ơn IT Shop cho tinh tế mượn nha. Đây mình mượn là phiên bản màu Starlight. Ồ, các bạn thấy là Apple làm cái hình nền cho iPhone SE mới rất là đẹp luôn. Tuy là máy cũ nhưng mà nhìn hình nền mới cũng kiểu rất là muốn mua máy đó các bạn. Ở phía sau có một số thông tin iPhone SE nè, và cái phiên bản mình mượn được là 64GB. Chỉ vậy thôi, và bây giờ mình xé siêu luôn, đến với nhân vật chính luôn cho nó nhanh. Hai siêu trên dưới thì sau này Apple đổi hết siêu giấy rồi các bạn. Đó, đây nhân vật chính của chúng ta. Màu Starlight là cái màu kiểu màu silver ngày xưa các bạn. Rất là đẹp, rất là nhỏ gọn. Trong hộp chúng ta chỉ có đơn giản là cáp USB-C ra Lightning mà thôi. Khuê chọc sim trên đây mà một số sách hướng dẫn sử dụng nhỏ thôi, cũng như là Apple sticker, họ làm rất là nhỏ gọn, cái hộp rất là đơn giản rồi. Và các bạn thấy là cái siêu, mình nhận thấy là cái siêu mà máy mà mình mượn được không rõ thị trường nào, nhưng mà là siêu ni lông có vân tay ở đây, tăng giảm âm lượng đó. Nói chung là cái siêu này mình rất là thấy bất ngờ tại vì nó mới quá, nó không phải là siêu giấy như là iPhone 13. Bóc luôn đó, bóc lại sau như thế này đây. Đó, wow. Đây các bạn, màu Starlight. Thì mình thấy là cái viền á, nó không phải là màu bạc hẳn mà nó hơi ẩn kiểu màu đồng một chút xíu bạn. Cho đến cái viền camera nó cũng vậy. Wow, màu đẹp quá. Và cái logo bài táo chính giữa. Đó, rất là đơn giản. Và đây là khe sim nè, nút nguồn nè. Và đây là cái cần gạt, nút tăng giảm âm lượng. Ở dưới là cổng Lightning, một bên giả loa, một bên là cái loa cầm iPhone SE á bạn. Nó cho mình giống cảm giác cầm iPhone 8 ngày xưa, cũng như là iPhone 7, iPhone 6S gì đó. Rất là nhỏ gọn, trong khi mà mình đã quá quen với lại iPhone có Face ID rồi. Thì mình không ngờ cầm lại chiếc máy này mình vẫn rất là thú vị, rất là mỏng. Và cái cân nặng cũng chỉ có 144g mà thôi, rất là nhẹ. Đó, bây giờ mình sẽ set up. Rồi các bạn, mình đã set up xong cái chiếc iPhone SE 2022 này. Đó, thì các bạn thấy là một giao diện iOS rất là cơ bản trước đây. Và có nút Home phía dưới đây nè, nút Home cảm biến for touch nè. Và cái giả loa thoại ở đây, camera selfie ở đây. Thì mọi thứ nó làm mình nhớ cái cảm giác ngày xưa cầm những chiếc iPhone cũ vậy đó. Thì mình nghĩ rằng là những người nào đang sử dụng những chiếc iPhone cũ như iPhone 7, iPhone 8, thì khi mà họ mua iPhone SE mới á, vẫn là một màn hình 4.7 inch, trải nghiệm hoàn toàn không đổi, cũng như là họ sẽ có được một chiếc máy có chip mạnh hơn, cấu hình mạnh hơn, camera tốt hơn. Và bên trong cái chiếc iPhone SE mới này sử dụng cái con chip A15 Bionic nha các bạn, và nó có hiệu năng tương đương như là iPhone 13 luôn, tức là có 4 nhân GPU, là một con chip của iPhone 13 gắn lên đây. Đó, nếu mà iPhone 13 Pro có 5 nhân. Rồi, mình sẽ thử camera nha. Thì camera các bạn có thể thấy là nó sẽ có các tính năng như là Photographic Style nè. Cái tính năng này là vốn dĩ có trên iPhone 13, cho phép chúng ta chọn những cái preset mà nó cân chỉnh theo mà nhiệt độ màu này hay tương phản nè. Đó, chúng ta có thể áp dụng trong những lần chụp đó, Photographic Style trên đây. Thì camera này vẫn là camera 12 megapixel các bạn, và f1.8. Và nhờ cái con chip A15 Bionic á, thì nó sẽ cho cái xử lý ảnh nó tốt hơn. Ví dụ như là có những tính năng như là Smart HDR4 hay là Diffusion. Đó, thì nó sẽ cho độ chi tiết cao và có Photographic Style. Mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp cho nhiều tình huống chúng ta chụp trong đời sống hơn. Đó, như này, nếu muốn màu lạnh, màu nóng. Đó, rất là cơ bản, nhưng mà camera cũng rất là tốt. Thì mình nghĩ rằng là cái chiếc máy này, nhà iPhone không phải lo lắng nữa, cứ đưa lên chụp thôi. Một số cái tính năng khác, ví dụ như chiếc máy iPhone SE có cái chuẩn kháng nước IP67, kháng nước kháng bụi. Và mình nhận thấy rằng trong lúc setup máy thì cái bàn phím của cái chiếc máy này, tuy nó nhỏ nhưng mà cầm bấm á bạn, thoải mái cực kỳ luôn. Từ lâu rồi mình ít có bấm bàn phím smartphone bằng một tay, nhưng mà khi bấm trên chiếc máy này rất là đã các bạn. Kiểu mà nó, nói chung là rất là cảm xúc, mang cho mình những cái kiểu mà ngày xưa tay mình rất là to, cầm những chiếc iPhone cũ mình sử dụng, mình bấm nhắn tin trên chiếc bàn phím này rất là dễ dàng. Thì mình nghĩ rằng là chiếc máy này sẽ phục vụ cho cái nhu cầu mà ví dụ như những ai làm máy phụ gọi nhắn tin nhiều, thì quả thật là iPhone SE rất là tuyệt vời. Cũng như là phím Home nè, rất là dễ, đâu phải Face ID mà cũng tiện lợi đâu các bạn. Trong ngày nay thì cái việc mở Face ID cũng đôi khi cũng khó khăn với chúng ta, cho nên rằng là việc có Touch ID đó, bấm dễ dàng cực kỳ, bấm máy lên thôi, đó vậy thôi.
Đó, ví dụ như đang đặt bàn, cầm máy lên, mở khóa rất là nhanh, đó, không phải suy nghĩ gì hết. Về phần kính thì các bạn có thể thấy rằng là Apple họ làm cái kính trước và sau nó ôm cong vào cái phần viền nhôm, thì hoàn thiện rất tốt luôn, có một độ mượt chuyển rất là đã. Thì Apple họ đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cái việc này trên những cái thế hệ iPhone của họ rồi, cho nên rằng là mình rất là thích cái cảm giác cầm những cái chiếc máy iPhone có viền nhôm như thế này, tại vì nó không có cái độ khẩn, nó không có cái độ hở hay cái gì cả, mọi thứ đều rất là tốt. Và trong cái sự kiện ra mắt iPhone SE thì họ cũng nói rằng là kính trên iPhone SE là kính rất là cứng. Tuy là không phải là ceramic shield như là iPhone 13 nhưng mà họ nói kính cứng. Mình hy vọng rằng nó sẽ chống những cái trường hợp mà các bạn vô tình làm rơi xuống đất thì nó sẽ sống sót. Camera trước của máy là 7 megapixel f2.2. Các bạn có thể thấy review này nè, cái vùng trán của mình nè, nó cháy nha. Nhiều khi chụp ra thì cái việc xử lý ảnh nó không còn điều đó nữa. Đó. Nên vẫn tái tạo lại cái vùng da cho mình không bị cháy, nên vẫn hài hòa bức hình, tương phản tốt. Đó, không phải lo gì luôn. Nói chung là cái camera của chiếc máy này, camera trước hay sau á, nó đều nhờ cái chip A15 quản lý hết rồi. Thì mình sẽ không nói gì nhiều trên cái bài trên tay này. Cảm giác của mình cầm rất là thoải mái, đó là điều mà mình muốn các bạn biết. Thoải mái, gọn, nhẹ. Nói chung là bạn sở hữu một chiếc là iPhone, là iOS mà lại có cấu hình mạnh nhất nữa và giá cũng rẻ nhất luôn. Và ở thị trường Việt Nam thì các bạn có thể đợi giá chính hãng có thể rẻ hơn chút xíu, ví dụ như là 11,5 triệu, 12 triệu là mình nghĩ có thể mua được từ phiên bản 64GB đó. Thì mình hy vọng rằng là những người dùng iPhone cũ khi mà họ không muốn chi quá nhiều tiền cho iPhone 13 hay là những chiếc iPhone có Face ID thì mình nghĩ rằng iPhone SE là một trong những lựa chọn rất là tốt. Thì bản thân mình cũng sẽ sử dụng cái chiếc máy này trong thời gian để mà mình có thể đưa ra một bài đánh giá chi tiết cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.